Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu linh kiện các dịch vụ tại Di động Cao cấp .vn. Hôm nay Di động Cao cấp .vn giới thiệu bạn video lắp máy BlackBerry Pride từ cái linh kiện được tháo rời ra. Hướng dẫn tháo lắp máy điện thoại BlackBerry Pride tại Di động Cao cấp .vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là chọn bộ linh kiện của điện thoại BlackBerry Pride. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp chọn bộ điện thoại BlackBerry Pride từ những linh kiện đã tháo rời như thế này. Để quý hàng có hình dung rõ nét hơn về cấu hình phần cứng bên trong của điện thoại BlackBerry Pride, một trong những mẫu điện thoại cao cấp nhất của BlackBerry hiện nay. Các bạn để trên hình các bạn để thấy đây là chọn bộ linh kiện của điện thoại BlackBerry Pride, mình sẽ lắp vào. Đó. Đầu tiên trước khi lắp thì các bạn phải chú ý các cái cáp màn hình, cáp pin của BlackBerry Pride nó rất là mỏng. Đó. Đây là phần cáp. Đây là phần chọn bộ bảng main. Trước khi lắp thì các bạn chú ý kiểm tra chân connect, kết nối camera, và các bạn phải lắp từ home nha. Thì các bạn chú ý đây là cái cáp, phím tăng giảm, phím IC nguồn tăng giảm âm lượng của Pride phải lắp trước đầu tiên. Và đây là một trong những cái cáp rất là dễ bị đứt, nên mà khi lắp thì các bạn phải chú ý. Đó. Đó, chú ý rất là dễ bị đứt. Đó. Phần cáp màn hình. Đó, thì chúng ta dùng một cái banh, chúng ta đẩy nhẹ phần cáp màn hình lên trước. Đó. Như bạn thấy nó hơi lòng ngoằng. Cá nhân mình thấy thì Pride là một trong những cái mẫu có cái thiết kế phần cứng lòng ngoằng nhất trong những dòng BlackBerry mà mình từng tháo lắp. Ngay cả những cái linh kiện lắp vào trong máy cũng rất là lòng ngoằng, mình rất là ghét cái sự lòng ngoằng. Đó, đây là phần các bạn sẽ thấy đây là cái cáp, không phải, nó là giắc cắm tai nghe của Pride. Các bạn phải để vào đây. Đó. Các bạn thấy rất là lòng ngoằng. Rồi phần loa ngoài thì được gắn như này. Đó. Các bạn thấy rất là ghét, mình rất là ghét tháo lắp ra. Mẫu điện thoại trước đây của BlackBerry tháo lắp dễ dàng bao nhiêu thì đối với Pride để tháo lắp thiết chế bấy nhiêu, ngược lại hoàn toàn. Đó. Tạm thời mình cố định xong. Đó. Ấn xong rồi. Đó. Đến cáp màn hình. Cáp pin nó cứ ngược ngược xuôi ngược ngược, nói chung là rất lòng ngoặc. Chưa kể ở video này mình đã cắt đi rất là ngắn để các bạn đỡ mất thời gian là lắp cái màn hình của Pride vào trước rồi. Đó. Rất là lòng ngoằng. Rồi lên xong. Đó. Vậy là những cái cơ bản của Pride, linh kiện cơ bản của Pride mình đã lắp xong rồi. Giờ xếp các ốc. À. Ốc của Pride cũng rất là nhiều. Cái mẫu điện thoại trước đây của BlackBerry đơn giản bao nhiêu thì Pride thiết kế phần cứng lòng ngoằng bấy nhiêu. Đó. Trên trang iFix thì đánh giá BlackBerry Pride là một trong những mẫu có cái chỉ số phần cứng rất là khó sửa, 7/10, một số rất là cao.
đợt mình không tin đâu. Khi mà mình tháo lắp nhiều Pride rồi thì thấy là những số này thì là còn được nói giả, nói tránh. Ông à, nhưng cái công việc mình tháo lắp ốc nó thấy là vất vả. Vậy mình đã lắp trọn bộ xong các cái linh kiện của Blackberry Pra, và bước cuối cùng là mình phải lắp cái nắp lưng này. Nắp lưng các bạn chú ý là khi lắp thì các bạn phải đẩy hết cái phím sang hai bên, vì khi mà chúng ta không đẩy hết phím thì khi chúng ta lắp vào vẫn còn thiếu một kiện nữa, đó là cái phần chống nhiễu của Pra. Đến chiếc nhiều nhìn nó tí cả tình này. Đó, đây phần chống nhiễu của ra. Đó, các bạn chú ý nhé, phần phím. Đó, chúng ta lắp đều hai bên. Đó, kiểm nó vào hết các khớp rồi thì đó, các bạn chú ý là đó. Ok, vào hết. Rất là may cái phần vỏ bên hông, phần nắp lưng không dùng thêm ốc yếc nào nữa. Chứ nếu mà nó dùng thêm ốc nữa thì chắc là rất là chế. Đây là khay thẻ nhớ này, và khay SIM. Vậy là mình đã hoàn thành xong việc lắp điện thoại Blackberry Pride từ những linh kiện tháo sẵn. Đó, xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu của về Blackberry Pride, tháo lắp máy điện thoại Blackberry Pride. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Blackberry Pride, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.didocaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Một lần nữa, didocaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại didocaocap.vn chúng tôi.